biệt phán duyên mà thân đi. Sắc tăng hương xúc pháp đi trần. Con Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Tát. Con Nam Mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Tát. Thỉnh Pháp Sư Hội Quy Phương Trượng Vô Thủy Luân Hồi Thiên Vạn Kiếp Mỹ giải thoát phiền não bất giải thoát. Ngã kim đoạn trừ phiền não căn đục bà na mật bị giải kết. Hơi các vong linh hồn nơi điều thứ ba Đức Phật dạy rằng điều thứ ba những hồn này dần vì ở đời oan dần mà chúa hóa dần liêu trời đất mẹ cha ăn càn nói dở khí hoa mà thành ngơ nghiền dương đi mắt bạc đen trắng biến cài lại sự tình phụ nghĩa anh em bạn bè cứ giữ nem nhé cậy mình là giỏi nói dèm người ta chứ những vong hồn thể oán giá tự tội nặng nghiệp rồi nên nỗi phụ tâm chứ nay nhớ Đức Phật cao thâm Nam Mô Nhẫn Nhục tà hữu trợ giáo giải trẻ hòa oan giữ giả thủ trì bảo ấn đệ tam giải thích tây phương canh thân kim thân dậu đoài cũng kim đức hóa sinh huệ đao cắt ni đoạn ni nội phế ngoại tụy đỉnh quán phương vật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang công đồng lập thể nơ pháp tinh nhân thiết vạn vật say không hương trần vòng nhật tiêu nghiệp tiêu công án quang minh thanh tịnh giới án giải kết án thổ xã án giải kết án thổ xã án giải kết án thổ xã án giải tị căn thuộc tây phương canh tần kim nội phế ngoại thị uống giải tị căn thanh tịnh định quang vương phật phong tập đạo hào quang cắt đoạn di tâm đường kết nhân thiết chư oan cửu tù trầm đối tam thế oan gia thế tôn hữu sắc bất đắc hồi cố quyên liên sinh nhân nhất thời phân giải uống cấp cấp giải kết xa uống cấp cấp giải kết xa uống cấp cấp giải kết xa hạ vô thủy y Eyes
giải thoát. Bà cô ông bánh đàng đàng các chư vị chân linh tịnh cập tam thế hoan gia kêu thổ chớp đối đặng chư hoành nghi hôn ni ơi năm cửu thế thường phong tung thân tâm bất bằng lệ phật tụng kinh đáng phí nhân tâm vật lực trung trinh nay đạo căn nhật chu các giải đại chi tâm dĩ nhiên phủ lực chỉ tâm thái thậm kim nhật bất cần tinh tiến hà thời miễn oan a tinh tiến độ giải chi tâm di giải phủ lực oan gia chi kết chân linh ơi khi bình ngờ sinh đi vấp đào điều thứ từ người ta sợ thế ở trên đời thường năm kẻ ngông biết đâu mà đi để Phật đi tụng kinh đi luận công đi và này nhọc mình người ta chứ bán chiếu sớm đã lá lười biếng lại suốt ngày đùng đình ngao du chứ đã đánh chịu uổng công phu bởi nên oan kết ni oan vũ càng sinh lòng tính tiến cầu Phật trời cho miễn oan. Nam mô tinh tiến ba na mật những điều phù lực ắt là Nam mô tinh tiên ba la mật di giải phổ lực hoan gia chi kết nên phổ thịnh đại thanh phổ quang giải oan kết bồ tát cầm tà hữu trợ giao giải trệ hòa oan sư giả thủ chi bảo ấn đệ tứ giải thích làm vương binh đình hỏa tị ngọ ly cung hỏa đức hóa sinh nội đào cắt đoạn nội tâm ngoại thiệt thiệt căn thanh tịnh định quang vương Phật phóng tập ý nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập từ lữ pháp tinh nhất tiết ý vạn vật dài không nghi vị trần biến hóa ái nghiệp tiêu không thì quang minh thanh tịnh giới uống giải kết quan thù xa hạ uống ma ấm a tát vàng án giải thiệt căn ni thuộc nam phương binh đinh hòa nội tâm ngoại thiệt án giải thiệt căn thanh tịnh định quang vương Phật phóng thập đạo hào quang cắt đoạn tâm chướng kết nhất thiết chư oan cựu thù thế tôn chấp đối tam thế hoàn gia thế tôn hiếu sắc bất đắc hồi cố quên nên sinh nhân nhất thời phân giải án cấp cấp giải kết xa nam mã tát bà phụng thỉnh đà la yết đế đại tác chứng minh đệ tử y pháp phụng hành thủ chấp giao đao cắt đoạn thần truyền tinh độ các chúng phân ni tồn vong đứng nội bách phúc vô quy kim niên kim nhật kim nhật kim thật.
đàn tiền. Huệ Đạo Cát Đoàn. Cát Đoàn. Cát Đoàn. Thank you.
Tát Ma Tát. Nam mô Giải Oan Kiết Bồ Tát Ma Tát. Phổ Thuệ Luân Hồi Thiên Vạn Hỷ Kiếp Mi Giải Gia Phiền Não Bất Giải Thoát Ngã Kim Đoạn Trở Phiền Não Khăn Lục Ba La Bật Vĩ Giải Kết Ni Kim Mi. Dạ chư vị chân linh, bình sinh chỗ thế tâm ý, niệm lự bốn trì khởi tâm nhi hòa phát liên điên cử túc nhi hại thương đằng vật phong tâm tan loạn tư vọng hành mỗi môi thương niệm trần lao thường thường tư lương cháu cứ bất giải thuyền và nam đã tọa nan nữ giải thoát ni oan khiến thiền định đỏ ta tâm dĩ giải phụ đã oan gia chi kế thương ơi chư nhân ninh bình ở sinh mắc điều ô thứ quý năm mi trong ông cư giới chi anh yêu niệm nỡ bốn ni vì băng ngọn nửa cõi dầu nhớ thấy sát đi đốt chết thải bay đồ sinh linh lòng con mất quang giải oan kết Bồ Tát cầm tà hữu trợ giáo giải trệ hòa oan sư gia tụ trì bảo ân đệ ngũ giải thích hạ phương mẫu kỷ tổ tình tuất xỉu mùi thổ đức hoa cung huệ đao cắt đoạn nội vị ngoại thân thân căn thanh tịnh định quang phương Phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập từ lữ pháp tính nhất thiết vạn vật giai không xúc